Mình là Lam và chào mừng mọi người đã trở lại với ngôi nhà nhỏ của mình. Như mọi người đã thấy ở phần tiêu đề của video, thì video lần này mình sẽ chia sẻ cho mọi người 3 ý tưởng để trang trí thờ khóa biểu cho năm học nha. Chiếc thờ khóa biểu đầu tiên thì mình sẽ làm theo dạng dọc, và chủ đề của chiếc thờ khóa biểu này sẽ là về đại dương. Mà nhắc đến đại dương thì mọi người sẽ nghĩ đến màu gì ta? Chắc chắn là màu xanh nước biển nè, xanh dương nè. Vì vậy đối với chiếc thờ khóa biểu này mình sẽ cố gắng sử dụng nhiều màu xanh nhất có thể nha. Sau khi viết tiêu đề bằng bút brush màu xanh thì mình sẽ dùng một cây fineliner để viền toàn bộ tiêu đề lại. Bước này mọi người làm từ từ và kỹ vô nha, nếu không thì nó sẽ bị lệch đó. Sau khi viền xong thì mình sẽ đổ bóng cho chữ. Mọi người có thể dùng màu xám nhạt nè, màu xanh nhạt cũng được. Nhưng ở đây thì mình sẽ sử dụng màu navy blue của Pentel Brush Side Pen. Đổ bóng xong là cái tiêu đề của tụi mình nổi bật hơn rất là nhiều phần rồi đó. Rồi bây giờ mọi người dùng lại cái bút màu xanh viết tiêu đề ban nãy nha. Tụi mình sẽ vẽ sóng biển vào nè. Ở đây thì mọi người nên xen kẽ giữa nét dày và nét mạnh để xinh hơn. Và cuối cùng thì vẽ thêm một số bong bóng nước bằng bút màu đen. Vậy là tụi mình đã xong bước trang trí tiêu đề cho thờ khóa biểu rồi. Bây giờ sẽ là kẽ những cái ô cho mỗi ngày trong tuần nè. Ở đây thì mỗi khung mình sẽ chia làm hai cột, một cột dành cho buổi sáng, cột còn lại mọi người hãy ghi những cái tiết buổi chiều vào nha. Còn đường sóng biển ở phía trên thì mọi người ghi tên thứ bằng bút brush màu đen vào là xong. Ở trong video lần này thì mình sẽ ghi mẫu một số môn học cho mọi người xem. Và cứ thế mọi người làm tương tự cho những ngày còn lại trong tuần nha. Có một phần trống nho nhỏ ở phía dưới của trang giấy thì phần này mình sẽ tận dụng để ghi một cái khung nốt luôn. Mọi người có thể ghi lệnh học thêm hay là lời dặn của thầy cô vân vân. Xong kiểu thờ khóa biểu dọc rồi thì bây giờ mình sẽ sang thờ khóa biểu ngang nha. Mọi người có nhớ bộ Tombow Pastel 6 cây mình vừa mới mua được không? Trong chiếc thờ khóa biểu này mình sẽ sử dụng 5 trên 6 cây đó luôn. Đầu tiên là ghi trước bằng bút màu hồng nè. Sau đó ở phía trên thì mình sẽ tô bằng bút màu tím. Bây giờ thì dùng lại cây bút màu hồng và thêm một cây blender nữa để hiệu ứng mượt mà hơn nha. Màu pastel thì khá là đẹp, nhưng mà đặc điểm thì màu của em nó cũng khá là nhạt, nên là mình khuyên mọi người nên sử dụng thêm cái bút brush màu đen để đổ bóng. Và đây chính là 5 cây màu pastel mà mình sử dụng trong video lần này. Mỗi ngày trong tuần thì mình sẽ sử dụng một cây màu pastel để tượng trưng nha. Cây này có hai đầu, một đầu brush, một đầu fine, nên là vẽ mấy cái này cực kỳ tiện luôn. Nếu như mọi người thích một cái sự gọn gàng hơn thì có thể sử dụng thước, còn mình thì làm nhanh nên là sẽ kẽ tay luôn. Tương tự như chiếc thờ khóa biểu trước thì ở phần dưới đây cũng dư ra một cái khoảng, mình sẽ tận dụng để ghi nốt luôn. Lúc đầu thì mình nghĩ màu đen cũng khá là hợp, nhưng mà vẽ rồi thì cảm thấy nó hơi bị nổi bật quá đó mọi người. Chỗ này bạn nào có bút màu xám thì có thể sử dụng nha, mình nghĩ thì sẽ phù hợp hơn đó. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ ghi tên thứ của các ngày trong tuần nha. Nhớ canh trước để viết giữa giữa nha mọi người, lệch trái lệch phải thì sẽ không có đẹp bằng đâu. Còn về phần cái ô màu đen bên dưới này thì tụi mình hãy dùng bút chì trắng để viết chữ lên. Cuối cùng sẽ là phần trang trí bằng những cái hình vẽ. Ở đây thì mình lựa chọn những cái hình vẽ doodle đơn giản. Mọi người có thể kiếm ở trên Google hoặc là Pinterest với từ khóa là Abstract Doodle Elements. Sẽ có siêu nhiều những cái hình vẽ xinh xắn mà đơn giản cho mọi người lựa chọn luôn. Nói thật với mọi người thì rất là hiếm khi mình sử dụng một cái trang sổ nào đó mà quá là nhiều màu sắc như thế này, mà còn là những cái màu sắc pastel nữa chứ. Nhưng mà thành quả thì cũng xinh mà đúng không nè. Bạn nào mà yêu thích những cái tông màu pastel này thì thử liền đi nha. Còn với kiểu thờ khóa biểu thứ ba thì mình sẽ quay lại kiểu thờ khóa biểu dọc. Nhưng mà kiểu này thì vô cùng đơn giản, vô cùng xinh, vô cùng nhanh luôn. Mọi người chỉ cần hai cái bút màu đen thôi, một cái bút brush nè và một cái bút fineliner nữa. Mình nghĩ những bạn còn là học sinh, sinh viên, điều kiện kinh tế không quá tốt thì có thể sử dụng cách này nha. Bởi vì kiểu này thì sẽ không cần nhiều cái bút brush màu khác nhau. Mọi người dùng luôn cái bút gel mà mọi người đang viết bài để làm cũng được. Những ý tưởng trang trí thờ khóa biểu mọi người có thể tìm kiếm ở trên Google hoặc là Pinterest hoặc là Canva cũng được. Mình cũng đã tìm kiếm những cái ý tưởng này ở trên những cái trang đó và sau đó vẽ lại theo ý thích của mình. Để trang trí thêm cho chiếc thờ khóa biểu này thì xung quanh mình sẽ vẽ những cái hình vẽ đơn giản như là bút nè, sách nè, hình hộp không gian nè. Đơn giản thôi nhưng mà lấp trống vô cùng hiệu quả luôn. Vậy là mình đã chia sẻ xong cho mọi người 3 cách trang trí thờ khóa biểu khác nhau rồi. Mong rằng bạn sẽ thích video lần này. Và nếu thích, hãy cho mình một like và đăng ký kênh YouTube để ủng hộ mình nhé.